em bên này Linh ơi. Thằng biên một người là được á. Share đi tương tác nào. Nhiều người xem. 3-1. 4-1. 9-3. Đánh xét chạm 31. Chung kết đánh 3 xét 21. Hay đấy.
tin rồi chị ạ. Đánh từ sáng đến giờ. Điểm số 11-15. Điểm cho Trường Thảo 14-15. Điểm cân bằng cho đôi Thiết Hiền. Điểm cho Trường Thảo 3-2. Đây bảo cô đi này. Bảo cô đi. Anh Trường có vẻ như đang rất tâm lý. Nó nhỏ thôi. Đấy, tâm lý quá trời. Anh Trường đang phải cố gắng 200% công lực để chuẩn bị sang đánh trận bán kết đôi nam. Cầu ngoài sân. Điểm 4 đều. Cô tự biết điểm cô thật. Ngoài cầu đó. Ngoài. Kết phải thế này chứ. Xét đấu thứ 3 đang diễn ra. Rất kịch tính. Chị yêu thường gì? Làm cái nhé. Thôi. Cầu tốt. Đang giằng co nhau rất quyết liệt. Ôi, lỗi thế. Hay. Chính đều. Hay không? 19. Hay. 11-9. 10-12.
Xong. Cầu ngoài sân. Hay. Quá hay. Đổi điểm 11-14. Thắng với tỷ số 2-1.